Xin chào mọi người. Tín hiệu của Spot đã được mở khóa từ tháng 1 cho tới cuối tháng 10 để cho bạn có thể xác thực cái tín hiệu của mình. Cái phần trăm chính xác của Spot mình cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước lên tới 90-95%. Làm sao xác thực? Bạn có thể lên cái nền tảng YouLove, cái tên là Tiền Academy, chữ Tiền, chữ Academy. Bạn lên cái nền tảng YouLove, bạn có thể vô cái trang chính là bạn có thể lấy được cái video 16 phút đó. Cái video 16 phút đó là một cái video quan trọng nhất trong tất cả những cái video về tiền điện tử trên mạng xã hội, bởi vì nó dẫn dắt bạn làm sao để xác thực tín hiệu của mình. 9 tháng vừa rồi thì nó là vậy. Nhớ, đừng tin tưởng bất cứ một người nào trên mạng xã hội nếu bạn không có thể xác thực tín hiệu của họ. Thì nếu bạn muốn nhân cái tài khoản bạn lên, bạn không bỏ lỡ cái gọi là cái tự do tài chính mà mình đã nói rồi. Cái cửa của tự do tài chính đó, nó còn vài tháng nữa thôi, rồi sau đó là nó đã đóng rất là mạnh vô trong mặt tất cả mọi người. Có nghĩa là nếu bạn không nắm bắt cái cơ hội này thì từ đây tới cuối cuộc đời của bạn, nghe, bạn chỉ gọi là bán thời gian cho đồng tiền thôi chứ không được gì hết. Thì nó là vậy. Cho những người nào chưa có kiến thức về Bitcoin, nghe, thì bạn có thể lên cái nền tảng Tiền Academy ở trên YouLove để tham khảo. Bạn có thể bắt đầu coi những cái phát trực tuyến vừa rồi. Vậy thôi. Xin chào mọi người.